Xin chào anh chị cô chú, mình là Phạm Hữu Dư. Mình đang có mặt ở Đắk Nông. Thời điểm này là thời điểm giữa trưa anh chị. Thời điểm này là gần 1 giờ trưa ha, 12 rưỡi là cái thời điểm mà nghỉ trưa à. Và nếu như ở thành phố thì chắc chắn là cái giờ này là phải nói là cực kỳ là khắc nghiệt, cực kỳ là đau khổ luôn. Tại vì nóng anh chị, mùa này mùa nóng, nóng cực kỳ luôn. Đó, nó gay gắt, nó khó chịu gì đâu luôn á, giờ chỉ mong mưa thôi. Đó, còn ở đây thì thôi, ở đây thì ngay giữa trưa như thế này mình đứng đây chị thấy nè. Đó, anh chị tưởng tượng không biết là chị cảm nhận được cái không khí của mình hay không. Nó mát nhẹ nhẹ chị. Đó. Nhưng mà nếu không có nắng thì nó nắng dữ lắm, nhưng mà nếu bước vô trong nhà thì mát. À, hiện tại là nó tắt nắng rồi nên nó mát. À, nó mát. Mát, gió nó thổi nhẹ nhẹ nhẹ. Nó sướng lắm anh chị. Thì hôm nay là mình có mặt ở chính xác là Thợ Đắk Sông anh chị ha. Và đây là cái nơi một trong, nó thậm chí nó còn hơn thị trấn nữa anh chị. Đó, nó là cái địa phương mà nó đông dân, đông đúc ha. Đông đúc, nó tấp nập nhất ở khu vực Đắk Sông của Đắk Nông. Đắk Sông thì là có khí hậu phải nói là tuyệt vời nhất ở Đắk Nông đó anh chị. Nó mát ha, nó mát. Thì hôm nay á là mình có mặt ở ngay vị trí này, là cũng là đẹp nữa là nó ngay trung tâm luôn ha, và ngay trục đường chính, đường tỉnh lộ 686, tức là hôm nay là mình sẽ quay bán nhà vườn ha. Ở nhà vườn với cái diện tích lớn ha, ở ngay mặt đường tỉnh lộ 686, mà không phải là một nhà chị ha, có hai nhà lận đây, của một đại gia đình hả, có cha và con. Đấy, một miếng đất rộng lớn mặt tiền đường và ngay trung tâm ha, ngay sát chợ luôn, cách chợ mọi thứ chỉ có vài trăm mét thôi. Đặt chợ ở đây nè, bao quanh là trường học, nhà thờ. À, thì anh chị nào mà đang quan tâm muốn tìm một cái miếng đất vườn làm trang trại nhà vườn đúng nghĩa luôn, tức là diện tích lớn, trung tâm đường nhựa và khí hậu thì mát mẻ, view thì cũng đẹp anh chị ha, view thì cũng tương đối là đẹp. À, thì hãy xem hết video này ha. Cái này là anh chị mình xem xong nếu mà ok thì liên hệ qua mình ha. Số điện thoại mình sẽ để dưới màn hình. Thì đầu tiên là mình sẽ nói những cái thông tin cơ bản của cái nhà vườn mình ha. Đây hai cái nhà của mình anh chị, hai cái nhà ha. Thì trước mặt anh chị chính là trục đường tỉnh lộ 686 ha. Ở đây nếu mà địa chỉ chính xác á, là thuộc xã Nam Đà Giang, huyện Đắk Sông, tỉnh Đắk Nông. Đấy, đây trục tỉnh lộ 686 nè chị, đường này là mới được làm lại nè, đẹp miên man luôn. Thì ở đây á, nếu mà tính về Hồ Chí Minh á thì nó mất khoảng tầm hơn 250 cây số ha. Đó. Đây cái hướng này nè là mình đi thẳng một mạch luôn, tức là mình sẽ tới trung tâm ha. Ở đây là trung tâm rồi, nhích lên khoảng tầm 300 mét là chợ gì ha, nhưng mà nó chợ phụ thôi. Đó. Tầm một cây số nữa thì là chợ chính ha, nó có hai chợ. Hai chợ này của Nam Giang là đều bán ngày đêm luôn. Đó. Thì dọc tuyến đường này là chợ, nhà thờ, trường học, ủy ban. Đó. Tức là mình sẽ đi qua chợ Nam Giang khoảng tầm một cây số, chợ chính ha, còn chợ phụ thì 300 mét thôi. Thì mình sẽ đi thẳng nữa là tới quốc lộ 14 ha. Đó, ra ngay trạm thu phí Đắk Sông luôn. Thì tới đây nếu mà ra quốc lộ 4 thì nó khoảng tầm hình như là mười mấy cây đó chị, hơn 10 cây đó. Hơn 10 cây. Thì ra đó thì một hướng là đi về hướng Đắk Min, hướng đi về Buôn Mê Thuột, còn về phải là hướng về Gia Nghĩa ha. Ở đây cũng gần, tại vì Đắk Sông nó giáp ranh với lại Gia Nghĩa. Nếu mà đi về trung tâm của thành phố Gia Nghĩa thì theo mình nghĩ là nó khoảng tầm hơn 30 cây ha, khoảng tầm 30 cây số. Đó. Tiếp tục đi qua Gia Nghĩa thì tới Kiến Đức, tới Bình Phước, tới Bình Dương và tới thành phố Hồ Chí Minh. Đó là anh chị mình đã hình dung sơ sơ được cái vị trí mình rồi ha. Đó, mặt tiền đường ha, mặt tiền đường lộ 686. Thì vị trí thì rất là đẹp rồi ha, một cái nhà vườn mặt tiền đường. Nhưng mà cái diện tích của nó cũng lớn vậy ha. À, mình cũng nói luôn nha. Vì là thời điểm này á là thời điểm giữa trưa, nghỉ trưa cho nên là nó vắng ha, cái đường này sẽ vắng. Nên là hồi sáng, thật ra hồi sáng á mình có đi ngang qua đây rồi, thời điểm 7 giờ là mình có quay cái đoạn mà chợ anh chị, nó đông dã man luôn. Nhưng mà mình không kịp có thời gian mình tới đây quay cái nhà vườn này, tại mình đi công chuyện á. Giờ tới giờ trưa này mình mới có thời gian mình quay. Nhưng mà mình sẽ lồng cái video mà mình quay cảnh sáng cho chị xem nó đông đúc như thế nào ha. Còn bây giờ buổi trưa thì nó cũng, thật ra nó bán ngày đêm đó, nó bán cả ngày luôn đó, nhưng mà nó không có đông. Đó, cho nên mình muốn cho chị xem cái khoảnh khắc nó đông. Rồi đây ha, đây là cái mảnh đất của mình nè anh chị. Đó. Nó có diện tích công nhận trên sổ là khoảng 1,4 hectare anh chị ha. Tức là khoảng 14.000 mét vuông.
đó, rất là rộng luôn ha, nhưng mà thực tế còn rộng hơn nữa. Thực tế thì nó rộng thêm một chút xíu, thực tế là khoảng tầm 1,5 hectare ha, và trong đó nó đã có sẵn là 400m thổ cư ha, 400m thổ cư đó. Thì đất này thì nó có nhiều sổ lắm anh chị, nó có tính ra là 5-6 sổ gì đó, thì hồi lát nữa mình sẽ cho chị xem sổ sau ha. Đất mình là quy hoạch phủ hồng toàn bộ đó, đã có sẵn 400m thổ cư rồi. Thì cái đất của mình á, nó có được 24m mặt tiền đường này ha. Để mình xem lại coi cái hướng đất mình là hướng gì chị nha. Hướng hướng tây ha, hướng chính tây luôn á, đất hướng tây ha, tức là mặt trời buổi trưa nó sẽ đổ vô nhà mình luôn á. Rồi 24m mặt tiền đường này và dài xuống nữa hậu ra ha, dài miên man luôn đó. Thì bây giờ là sẽ quay cho chị xem chi tiết ha. Hồi nãy mình quên nói cái hướng này nè chị, ở đây là qua cái cầu đó, tức là cái nghe hồ nè. Ở đây thì bị cái nhà che rồi đó, trước mặt mình là hồ ha, quy cái hồ, hồ không lớn lắm đâu nhưng mà là hồ ha. Thì qua cái cầu bắt có hồ đó thì đó địa phận của xã Đắc Rung ha. Đắc Rung hướng đó là hướng đi về Tuy Đức hả, hướng đi về Tuy Đức, hướng đi về biên giới Campuchia ha, cửa khẩu đó. Nói chung là mình nằm giữa hai trung tâm ha, mình là trung tâm Nam Giang, còn qua bên cầu đó là trung tâm của xã Đắc Rung. Nói chung là lát nữa mình sẽ bay flycam lên là chị thấy là ở đây là dân cư đông lắm mà cái view cũng đẹp ha. Còn chất đất và khí hậu ở đây thì thôi không phải bàn cãi rồi ha, đất rất là màu mỡ đó, khí hậu thì mát mẻ. Đường này là có đèn đường ha, nhưng mà như hãy sửa đang sửa lại gì á, có đèn đường hả, điện ba pha hả, dùng đất mặt tiền đường mà. Đây đất mình là thấy cao chị ha, nó thấy cao xong mình thấp xuống. Nhưng mà trước khi mình vô quay chi tiết cái đất của mình á, mình sẽ báo giá luôn ha, để anh chị mình xem nếu mà thấy phù hợp thì mình sẽ xem tiếp cho nó đỡ mất thời gian. Thì cái đất của mình, cái nhà đó, đó là chủ sẽ bán bao gồm là 1 hectare công nhận trên sổ, có 400 thổ cư và có 2 căn nhà ha. 2 căn nhà thì đều mình xin sơ sơ là 2 nhà này to đấy. Mỗi căn thì cũng bây giờ xây không dưới 800 đâu. Tức là bây giờ phải bỏ hơn 1 tỷ ha, tỷ mấy tỷ rưỡi xây mới được 2 căn nhà này. Tức là có 2 căn nhà và một ít cây ăn trái. Thật ra là đất mình đã làm mặt bằng sạch sẽ hết rồi, cho nên đó là tại vì cho do là chủ ban đầu tính là cài ra để làm lại chị, họ trồng tiêu nó không có hiệu quả đó. Cho nên là bây giờ đất mình chủ yếu là có 2 nhà thôi, còn cây cối thì không bao nhiêu đâu. Thì chủ bán hết tất cả mọi thứ luôn ha, là 5 tỷ 3. 5 tỷ 3 cho một cái miếng đất mặt tiền đường, phù hợp để anh chị vừa ở vừa kinh doanh ha, vừa làm trang trại. Tức là mặt tiền trước nè, mình được 24 mét mặt tiền đường này nè, là mình phải kinh doanh ha, tại vì đây ngay sát chợ luôn rồi. Đó, nhất định đó là chợ ha. Đó, đường này đường chính ha, đường này đường liên huyện rồi, liên tỉnh rồi ha, đường tỉnh lộ mà, tỉnh lộ 86. Đó, 24 mét mặt tiền đường thì không hề ít đâu. Đó, mà đặc biệt đất mình nó rộng nữa, tức là ở đây là trung tâm xã, là hầu như là người ta chỉ có mặt tiền của ta, cái hậu của nó cái chừng 5-60 mét là dài lắm rồi. Còn cái hậu của mình á, nó phải lên đến là gần, mình nghĩ là tầm hơn 200 mét rồi. 200m nở hậu ha, tức là bị 24m xuống dưới nở hậu ra. Rồi thì bây giờ là giá cả chị nắm rõ rồi ha, 5 tỷ 3. Thì cái giá này theo mình thấy là nó cực kỳ phù hợp ha. Tại vì đất mình vừa mặt tiền đường mà vừa rộng nữa, thì 5 tỷ 3 nếu mà tính theo mét ngang á thì là hơn 200 triệu. Nhưng mà thật ra mình tính mét ngang không được, thì đất mình nó dài quá mà, chứ có nhà nữa, nên là mình tính theo nói chung bán hết thì 5 tỷ 3 ha. Giá này có thương lượng chị ha, có thương lượng, không qua môi giới. Lộc có môi giới chứ, mình xin lỗi. Giá này là có môi giới á, tại vì mình nè, mình quay ăn phần trăm anh chị. Đó, chị thấy cái view nhà vườn. Ở đây là rất là nhiều biệt thự nhà vườn chị ha. Đó. Đây, cho cháu đối diện mình kìa. Rồi, bây giờ là mình sẽ vô quay chi tiết ha. Ở đằng trước mình có cái cổng mà nó cũng xuống cấp rồi, nên giờ chị sửa lại cổng này ha. Còn ở đây nguyên một cái sân, mình có nguyên một khoảng sân bê tông. Đó, sân rộng ha, có điện, có giếng khoan đầy đủ hết rồi. Đó, sân này thì thôi đừng nói nữa ha. Thì ở đặc trưng ở vùng Tây Nguyên thì họ nhà nào cũng có cái sân bê tông rộng như thế này á, để tiện phơi nông sản ha. Đây mình có 2 căn nhà đó, có 2 căn nhà, nhà nào cũng kiên cố ha. Đó là gia đình, là 2 gia đình có cha và con ở ha. Đó, nên mình có 2 căn nhà gần nhau như vậy đó. Đây có một con đường ở giữa, chính giữa 2 căn nhà này ha, đường rộng. Chút xíu mình sẽ quay sơ sơ cái nhà mình ha. Bây giờ mình quay đây, quay chi tiết đất cho anh chị xem nè. Đấy, ranh giới là cực kỳ rõ ràng luôn chị ha, có rào luôn. Đây có rào 70 bên kia kìa,
Rồi rồi đây. Anh chị thấy đất mình toàn bộ là cái phần nào mà đã cày xới trống ra là của mình đó ha. Cũng còn lại chừa một số cây ăn trái ha, cây một cây sầu riêng lão nè. Bơ nè, dừa nè, bơ vài cây. Đó. Cái đất của mình đó anh chị, nếu mà nó nở hậu á mình tính sơ sơ ha. Tức là xuống bắt đầu xuống đây là nó nở ra nè. Thì từ đó mà đó cắm cọc bê tông đó anh chị. Qua đây thì theo mình nghĩ là cái nở hậu của nó phải tầm 100 mét đó anh chị. À không, tầm 80 mét ha. Tầm 80 mét nở hậu. Đó, xong mà vuông thẳng xuống dưới đụng mấy nhà kia. Đất mình đó anh chị, tức là nó gãy khúc đi nè. À, kì hiểu không? Tức là khúc kia này nó thấp, tức là nhìn ở đây là xuống, xong nó đã đẩy lên, nó lại dốc lên, dốc lên đụng mấy cái nhà kia kìa, chị thấy không? Mấy cái nhà kia thật ra mấy nhà kia chỉ có mấy trăm mét vuông thôi chị, tức là họ luôn khao khát là muốn mua thêm, tức là muốn mua thêm của chủ này nè một phần nè, để họ cái hậu của họ dài ra, chứ cái hậu của họ là đủ xây căn nhà, không có vườn, còn của mình thì thôi miên man luôn ha, dài từ mặt đường dài vô tới cỡ hơn 200 mét, mà ngang ra tới 80 mét. Đó, chị thấy không? Đó, dốc xuống này lên lại nè, vậy con đường này là mình có thiết kế đổ bê tông để mà xe chạy ở giữa đất mình luôn ha. Đây. Chất đất đỏ bài vàng ở đây, dưới đây cũng có mấy cái bờ nữa nè. Đó. Theo mình nghĩ ha, ở dưới đây nè, ở dưới ngay cái mà nó chữ V này nè, chỗ thấp nhất á, mình phải đào một cái ao ha, mình phải đào một cái ao. Ở mình trồng cây ăn trái lên, làm nguyên một cái trang trại nhà vườn tuyệt đẹp luôn. Còn phía trên đây nè, mình có thể là mình kinh doanh hay mình cho thuê hay gì đó. Còn phía dưới đây là mình làm nhà vườn là tuyệt vời luôn ha. Ở đây là đất mình quy hoạch phủ hồng toàn bộ, cho nên anh chị mình mà đặc biệt là có 400 thổ cư rồi, cho nên là mình làm cái dạng mô hình biệt thự nhà vườn nghỉ dưỡng. Nếu mà anh chị mình thích khí hậu đất nông ha, khí hậu mát mẻ đất nông, mà mình có tài chính khá khá mà mình muốn tìm một miếng đất mà nghỉ dưỡng đúng nghĩa ha, thì mình thấy cái miếng đất này ok ha. Tại vì nghe mặt thị đường chính, nghe trung tâm xã, tức là trong vòng bán kính là một cây số là mình có tất cả mọi thứ ha, trường học, ủy ban, chợ, trạm y tế. Mà sau này nếu mà cao tốc Bình Phước Đắk Nông mà nó xong rồi đó, thì cái chuyện mà từ thành phố Hồ Chí Minh mà mình đi Đắk Nông nó còn gần hơn nữa. Thật ra thì từ thành phố Hồ Chí Minh lên đây là khoảng 250 cây á, là nó gần hơn Đà Lạt chị ha, nó gần hơn Đà Lạt đó. Nên là mình thấy nếu mà chọn mà để nghỉ dưỡng đúng nghĩa mà giá còn mềm á, thì mình sẽ chọn đất nông ha. Đó, vậy hai cái chất đất không? Cực kỳ màu mỡ luôn ha. Nếu như anh chị mình bây giờ chưa có điều kiện mà về ở liền á, thì mình có thể cho thuê chị ha. Tức là thuê cái phần này cho người ta làm hoa màu nè. Đó, người ta vẫn đang thuê ha. Đó, thuê làm màu, tức là người ta đang cày xới chuẩn bị làm hoa màu đó anh chị. Đó, thì nếu anh chị mình chưa có về ở thì cho thuê toàn bộ này để làm hoa màu ha. Còn mặt trước này nếu mà thích thì mình cho thuê người ta làm mấy cái cửa hàng bán vật liệu hay là bán phân bón hay là bán gì đó, hay là quán xá gì đó đều được ha. Rồi thì đất mình thì rõ ràng là mình, thật ra nếu như anh chị mình đi thẳng xuống dưới lên cái đỉnh đó anh chị, là mình có thể nhìn thấy view hồ luôn ha. Đó, đứng góc đó đó là cái view hồ, nó nằm bên kia kìa. Tại vì mình đứng đây nó không cao, nó không thoáng, nó bị nhà che rồi. Chứ mà nếu mà đứng ở cái góc đó đó là anh chị xây một cái nhà đó, mình nhìn thấy toàn bộ view hồ ha. Đó, view thung lũng nè, xa xa nhà thờ nè. Còn trường học ha, trường học là ở ngay phía sau cái nhà đó đó chị, là trường học ha. Chút xíu nó bay phải lại cam lên chị thấy rõ ràng luôn. Đó, những biệt thự nè, biệt thự kìa. Bờ sát bên mình cũng cái nhà biệt thự cũng to đó chị. Còn riêng bên nhà mình thì có hai cái nhà cũng to ha, nhưng mà nó bình thường thôi. Thôi bây giờ là mình sẽ quay sơ sơ cái nhà này đi ha. Đó. Đây. Mình đi cửa này, cửa hông ha, cửa bên hông, vì nhà mình rộng nên có nhiều cửa lắm. Đây, hôm nay trong nhà này là chỗ nhà vệ sinh ha. Nhà vệ sinh thì có riêng biệt toilet với lại nhà tắm riêng. Đó, còn này chỗ để đồ đạc ha, kho luôn ha. Còn cái này là dạng như là cái chỗ sinh hoạt chung. Đó, đây mình có sơ sơ là một phòng ngủ nè, tất cả cửa gỗ ha. Hai phòng ngủ, có hai phòng ngủ. Còn phòng này dạng phòng khách ha, nhưng mà họ không có đặt ghế salon sofa gì hết. Hình như hồi đó có đó mà giờ dẹp rồi. Đấy, cửa gỗ chị ha. Đó, gỗ.
thì chung mà theo thời gian thì nó cũng phải phai màu sơ rồi. Đó, đây đứng ở nhà nhìn thẳng ra nè. Đấy. Sân rất là rộng ha. Sân này anh chị về mình thiết kế, mình làm, mình bỏ bớt bê tông ra, mình thiết kế mảng xanh cảnh quan lên thì đẹp hơn. Chứ mình làm cổng rào lại tươm tất lại chút xíu là ok đó anh chị. Đó. Đây. 5 tỷ 3 còn thương lượng cho một cái miếng đất có hai căn nhà mặt tiền đường tỉnh lộ 686 ở ngay trung tâm của xã Nam Giang, ngay chợ ha. Đó. Thì anh chị xem cái giá này có đã phù hợp hay chưa. Đó, nếu mà phù hợp thì mình liên hệ ha. À, bây giờ là mình sẽ mời anh chị xem đoạn flycam trên cao. Bây giờ xem trên flycam mới thấy rõ là cái vị trí của mình nó đẹp như thế nào ha. Chứ nãy giờ nhìn ở đây thì nó cứ ngang ngang như thế này nè. Đó, còn đi tham quan cái chợ này thì mình sẽ mời anh chị xem trên cái video mà mình quay hồi sáng ha, hồi 7 giờ đi. Còn giờ này quay giờ nghỉ trưa nó hơi buồn. Đây có chút nắng là chị có nắng nhưng mà nó cũng không nóng ha, nó mát. Nếu mà bước vô nhà này thì mát rượi luôn. Đó. Thậm chí cái nền nhà này anh chị nó vẫn còn lạnh nha anh chị, nó cũng còn hơi lạnh lạnh á. Thời điểm này là thời điểm mà tính ra quay xong là 1 giờ đó. Nhưng mà nó cái nền nhà nó là lạnh ha, nó còn lạnh lạnh. Nhà xây rất là cao ráo ha, nhà xây cao. Cao lắm. Tính ra cái móng nó cũng kiên cố đó. Cái này nếu mà nhiều khi mình đổ lên hai thêm một tấm nữa vẫn được ha. Nhưng mà về quá rộng rồi. Đó chị thấy cái nhà nè. Nhà này xây nếu mà tổng diện tích xây dựng thì không dưới 100 mét vuông đâu. Không dưới 100 mét vuông đâu. Bây giờ đơn giá mà xây dựng một căn nhà như thế này mà 100 mét vuông mà diện tích một trung bình 1 mét vuông thôi cũng phải tầm 7 8 triệu ha. Đó. Mà cái nhà này là hơn 100 mét vuông ha. Rất là rộng. Nhà này cũng tương tự. Đấy. Có cái mắc ca nữa kìa. Không, cái đó cái gì á, cái vối, lá vối. Bơ trái lủng lẳng luôn nè anh chị. Bơ cổ nè, bơ lâu năm rồi nè. Chạy cái view nè, cái view đã không? Cái view nè. Nhìn toàn cảnh luôn ha. Đấy. Rồi, vậy nha, xem flycam rồi cho nó rõ ràng nè. Đây mình vẽ cho anh chị xem hình dung được đất mình ha. Đất mình nó có 6 thửa, không 7 thửa gộp lại. Thì nó cũng tương đối là đẹp ha. Chị thấy nhìn trên cao thấy rất là trống trải. Ở phía sau mình hình như là cuối đất mình là có một con đường nữa chị nha. À. Đây, ngay mặt tiền đường chính có hai nhà trước. Rồi phía sau là nguyên một mảnh đất rộng lớn luôn ha. À. Đây, từ phía này là mình có giáp con đường nữa ha. Giáp đường nữa nè. À. Dưới sau mấy nhà này nè. Đó, ngay kia trường học mà chị ha. Đứng nước mình có nhìn thấy trường học này luôn. Cái đường bê tông ở phía bên sau này thì nó cũng nối lại với đường chính mình ha, đường tỉnh lộ 6. Ở kia trung tâm vậy ha, cách chợ chỉ có 300m thôi. Thật sự là mình hơi tiếc là mình có quay một cái đoạn buổi sáng ở đây nhưng mà mình lỡ tay sót tiêu rồi. Đó thì cái cảnh sáng ở đây anh chị, thật sự là nó rất là đông đúc, tấp nập ghê lắm. Đó. Chỗ này thì mình nói rồi, đây là cái chỗ mà đông đúc bậc nhất ở huyện Đắk Song. Đó. Đây mặt tiền đường chính của huyện Đắk Song chị, của bên xã Nam Giang nè. Đó, đây kia cái hồ chị thấy không? Đó. Đối diện mình là hồ chị ha. Đấy. Bên kia chỉ là trung tâm của xã Đắk Rung chị nha. Cái đường tỉnh lộ 6 này nó cũng kết nối với là trung tâm của xã Đắk Rung, tức là mình nằm giữa hai trung tâm xã. Đó, là buổi sáng chợ cái đoạn này là chợ dân cư đi lại quá trời luôn. Đó, cái hồ trái tim đó là của bên xã Đắk Rung ha. Hồi đó mình có quay một cái miếng cái nhà ở ngay mặt hồ luôn đó. Đó, bên kia trung tâm xã Đắk Rung có nhà thờ, có đầy đủ hết. Đó. Đây miếng đất của mình, thật sự là miếng đất không điểm chê luôn chị, thấy không? Ở ngay trung tâm xã thì bây giờ khó mà kiếm được miếng đất nào mà mặt tiền đường mà rộng như thế này nha anh chị. Anh chị thấy không? Đó. Miếng đất kia, những cái nhà kia là gần như là không có cái hậu đâu, chỉ có đất của mình là có cái hậu thôi. Đó. Thì mình nói luôn đất này thì là của một bạn trẻ ở Bảo Lộc ha, ở bên Lâm Đồng á, họ mua. Đó, nhưng mà họ đầu tư, họ ngợp, họ thời điểm này ngân hàng nên không phải bán ha. Đấy. Cho nên là cái giá này mình nghĩ là sẽ còn thương lượng. Đây bây giờ mình sẽ quay cận cảnh ha, mình quay sát xuống cho chị xem cái đất mình nè. Tại vì trong video thì mình không có đi xuống đây đúng không? Tại vì nó cũng rõ ràng quá rồi nên mình cũng đi làm gì. Đó. Mà đi hết cái đất này thì cũng hơi mệt á, nó dài ha, nó to. Đó, ở đây,
xuống dưới cuối đất mình nè. Cái đường điện này đường điện ba pha nha anh chị, điện ba pha chứ không phải điện cao thế gì đâu, nói chung là điện dân dụng á. Đó, anh chị mình nếu mà có sản xuất hay là gì đó thì có điện ba pha luôn ha, điện ba pha ở đằng đằng trước đường đường chính đó, mà ở phía sau đất mình cũng có điện luôn ha, tại vì ở phía sau mình có mặt tiền đường mà anh chị hả. Đây cái nhà mình nè, nằm ngay mặt tiền đường chính luôn ha, đặc biệt buổi sáng rất là đông.